Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Hãng Kawasaki giới thiệu cái phiên bản kỷ niệm 50 năm vừa được ra mắt cho các dòng mô tô Z với một cái vẻ ngoài đầy hấp dẫn. Các dòng mô tô 650cc và 900cc của nhà Kawasaki được ra mắt cái phiên bản đặc biệt nhằm kỷ niệm 5 năm ra đời các dòng sản phẩm Z series. Cách đây gần nửa thế kỷ, hãng Kawasaki ra mắt cái dòng cruiser Z1, mở đầu cho một cái giải sản phẩm Z series rất nổi tiếng của hãng mô tô đến từ Nhật Bản. Nhằm đánh dấu một cái cột mốc mới, thì hãng Kawasaki vừa giới thiệu phiên bản kỷ niệm 5 năm cho hai cái mẫu nước cơ bài Z650 cùng với cái chiếc Z900 2022, cũng như cái bộ đôi mô tô cổ điển Z900RS và Z900RS 2022. Lọt phiên bản 50TS Anniversary của hãng Kawasaki mang trên logo có tông màu đỏ đen chủ đạo với cái tên gọi là Firecracker Crest. Đây vốn dĩ là một cái tông màu sắc rất thịnh hành trên cái mẫu là Kawasaki Z900 GB bán ra vào thập niên 1980. Bên cạnh đó, cái dòng Kawasaki Z900RS và Z900RS 50TS Anniversary 2022 nó cũng được trang bị một cái bộ mâm màu vàng mang cái hướng hoài cổ. Trong khi phiên bản Z650 và Z900 2022 phiên bản kỷ niệm thì có dòng chữ Kawasaki Z được mạ màu vàng nổi bật trên cái phần bình xăng. Ngoài ra, hãng xe đến từ Nhật Bản còn bố trí kim các logo tên phiên bản bố trí ở bên hông phần bình xăng, cái ốp cạnh bên yên xe hay trên cái phần trắng bụng. Kawasaki Z650 và Z650RS 50TS Anniversary 2022 được trang bị cho mình cái động cơ là 2 xanh, dung tích là 650cc cùng với một mức công suất 67 mã lực. Trong khi đó, cái chiếc Kawasaki Z900RS 2022 thì tạo ra công suất là 100 mã lực, thấp hơn cái công suất 124 lực của cái dòng là Z900 2022. Dù dùng chung trên mình cái phần động cơ là i4 950cc. Theo các thông tin trên một cái trang web chính thức của hãng Kawasaki tại thị trường Hoa Kỳ cho biết, mức giá đề xuất cho 4 cái mẫu xe kỷ niệm 5 năm như sau: Kawasaki Z900RS 50TS Anniversary Edition 2022 với mức giá 12.049 USD, tương đương là 273 triệu đồng. Trong khi cái chiếc Z900 50TS Anniversary Edition 2022 thì mức giá rẻ hơn 9.499 USD, tương đương là 215 triệu đồng. Còn cái chiếc Kawasaki Z650RS 50TS Anniversary Edition 2022 với mức giá gần 9.000 USD, tương đương gần là 205 triệu Việt Nam đồng. Còn cái chiếc Kawasaki Z650TS Anniversary Edition 2022 mức giá rẻ hơn 8.300 USD, tương đương là 188 triệu đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, và chi tiết nhớ like, subscribe.